siêu xe đắt tiền của Vũ Văn Thanh móp đầu trong tai nạn. Chiếc xe Porsche Macan S do hậu vệ Vũ Văn Thanh điều khiển không may bị tai nạn khi đang di chuyển ở Hưng Yên. Trưa ngày 8 tháng 8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chiếc xe Porsche Macan S gặp tai nạn ở Hưng Yên. Theo thông tin từ những người góp mặt ở hiện trường, chiếc xe sang này do hậu vệ Vũ Văn Thanh điều khiển mất lái lao vào cột đèn xanh đèn đỏ ở ven đường. May mắn là Văn Thanh gặp an toàn, không có thương vong nào xảy ra. Theo ghi nhận từ hiện trường, chiếc Porsche Macan S của Văn Thanh do va chạm mạnh đã bị biến dạng ở một phần đầu xe. Hiện tại, vụ việc đang được hậu vệ của câu lạc bộ CHN cũng như người liên quan tìm cách xử lý. Chiếc xe Porsche Macan S được Văn Thanh mua của trùm buôn xe Phan Công Khanh từ cuối tháng 6. Ở thị trường Việt Nam, Porsche Macan phiên bản S có giá khoảng 3,817 tỷ đồng. Cộng giá niêm yết cùng các khoản thuế, phí. Giá lăn bánh tại Hà Nội của Porsche Macan phiên bản S mà Vũ Văn Thanh vừa tậu lên tới 4,3 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đang liên hệ đổi sang biển mới sau khi mua từ chủ cũ. Siêu xe của Văn Thanh không may gặp tai nạn tại Hưng Yên. Văn Thanh cùng siêu xe tại hiện trường xảy ra tai nạn. Ngoài việc tậu xe sang, mới đây, Văn Thanh tiếp tục đón tin vui khi sở hữu căn chung cư cao cấp tại dự án đang hot ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ Duper thông tầng của cựu hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai có giá lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong lễ tân gia, Văn Thanh được một số bạn bè thân thiết mang hoa đến chúc mừng. Trước mùa giải 2023, Văn Thanh nhận lời khoác áo công an Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nhiều đồn đoán, hậu vệ 27 tuổi được cho là nhận mức lương gần 100 triệu đồng mỗi tháng, kèm khoản lót tay cao ngất ngưỡng từ đội bóng lực lượng vũ trang. Bên cạnh bản hợp đồng có giá trị lớn với CHN, Văn Thanh cũng từng có nhiều năm liền cống hiến cho đội tuyển quốc gia và gặt hái rất nhiều thành công. Cũng từ đó anh nhận được nhiều tiền thưởng và quảng cáo nhờ sự nổi tiếng.